À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Tơ Tăng Loa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái cuộc chiến nó thế nào nhỉ? Cuộc chiến với cái thằng Nga ngố này, mình đang muốn dẹp nó lắm rồi đấy, bởi vì nó gây loạn hơi nhiều. Có điều là bây giờ nó có một cái lợi thế của nó là đến mùa đông rồi. Tất nhiên mùa đông thì mình hơi bất lợi hơn một chút xíu, do là mùa đông thì mình sẽ khó tấn công nó hơn, nhưng mà điều đó thì cũng không đáng sợ gì cả, bởi vì là các quân đoàn của Nga ở đây cũng không phải là quá mạnh để mình có thể không tiêu diệt được. Mình có các cái lực lượng của quân đội ở đây cũng khá khá. Mình có hai tướng ở đây rồi, cứ từ từ là mình sẽ giải quyết được vấn đề thôi. Nghĩ là vậy, mình nghĩ là vậy. Ở đây có hai tướng, ba tướng ở đây rồi, đủ khả năng gác để chống lại quân Nga. Quân Nga thì về mặt cơ bản thì nó chưa thể tấn công mình ngay được. Đấy, mình sẽ cứ để cái thành này như này đã. Có thể sau mình sẽ giao cái vùng đất này lại cho một cái thằng chư hầu nào đấy, nhưng mà chắc là chưa phải lúc này. Đây, có thể là giao cái cảng này cho nó. Đúng rồi. Thằng Nikolai Nyazhevsov vẫn còn một cảng hải quân ở trong góc này à? Nó có cái cảng ở thành Saint Petersburg này thì phải. Đúng rồi. Còn phía Bắc thì nói chung mình đã bình định xong. Ai, chúng ta có thêm vài cái cảng hải quân ở đây. Thật là tuyệt vời. Chúng ta sẽ tha hồ phát triển. Và mình bắt đầu có hải quân rồi, nhưng mà cái lực lượng hải quân của mình nó còn mỏng quá. Nói chung là chưa chưa đủ sức để có thể đi tấn công ai cả. Nói chung là vậy, chưa đủ sức để đánh ai cả. Ấy, chỗ này mấy anh làm loạn này, hình như lần trước là mình quên không quyết được vậy. Rồi, tiếp tục cho nó nổi loạn. Tiếp tục cho nó nổi loạn. Mùa đông đến rồi. Quân đoàn này thì ở đây mình bắt đầu có đội thuyền buôn này rồi. Cho nó ra đây đã. Lấy điểm giao thương. Có mấy cái điểm giao thương ở đây đã. Chúng ta cần phải chiếm được hết các điểm giao thương ở đây đã. Nền kinh tế của chúng ta bây giờ sẽ phụ thuộc vào thương mại chứ không còn vào phát triển của công nông nghiệp nữa. Mục tiêu mình vẫn cứ phải phát triển mạnh cái đội hải quân để sau này mình sẽ đi tấn công các nước khác. Ở đây thì rồi chúng ta đang có một cái hạm đội thứ hai ở phía nam này. Công nghệ 7 lượt nữa là không còn gì để nghiên cứu đúng không? Ok, qua lượt. Mùa đông nước Nga luôn luôn là một cái lợi thế không nhỏ. Một trong những lý do chúng ta các nước thất bại trước người Nga bởi vì là rất khó có thể chống lại quân Nga vào mùa đông. Nó lại vây thành của mình này. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Ồ, nó lại cướp phá đất của mình này. Nó lại cướp phá đất của mình này. Nó lại cướp phá đất của mình. Thằng này vẫn còn có một cái thuyền. Nó vây mình thế này. À, tướng huyền thoại đấy. Tướng huyền thoại à? Không dễ ăn được anh đâu. Tấn công. Nó không có nhiều pháo xa lắm đâu. Kỵ binh của nó cũng ít. Trận này chắc cũng không khó lắm đâu. Chắc là ăn được. Không dám vây thành mình. Nó có cái lợi thế mùa đông. Mình không công được là nó sẽ công mình.
Nó sẽ tấn công mình. Bàn giao mấy tỉnh này cho mấy thằng Thụy Sĩ được ấy nhỉ? Cho sang tận đây ở luôn. Quân Nga. Chúng ta lại ở dưới cái phần sườn đất thấp hơn nó à? Lại dở rồi. Rất là phức tạp của vấn đề đặt pháo binh. Cái vấn đề đặt pháo binh nó là cả một vấn đề nan giải. Đặt ở đâu để có thể bắn được? Pháo binh chúng ta đặt đây thì có thể bắn được bộ binh của nó. Nhưng mà có khó trong cái vấn đề bảo vệ bộ binh của chúng ta. Đặt lùi xuống một chút xíu này thì mình lại có thể cho quân vào thành. Cái vụ cho quân vào thành thì mình thấy nó cũng không ổn lắm đâu. Vì nó có nhiều pháo kia cho quân vào thành nó bắn nó te tua ấy. Như đặt pháo như này có vẻ hơi gần thật. Lùi về đây à? Ở đây có một cái điểm cao. Nhưng mà nó công là mình công nó mà. Để xem tình hình này. Tất nhiên là bộ binh sẽ phải dàn ở mức độ thấp nhất ở dưới này rồi. Với việc dàn quân ở sau này thì chắc là nó sẽ không đánh được mình rồi. Rồi, cho khẩu pháo chạy về đây. Mình sẽ cho pháo đứng ở trên này bắn xuống. Đây là một cái gò đất rồi. Nó giống như một cái gò. Hãy trả cho nó đang tiến lên đấy. Phía bên mình địa hình hơi xấu. Có thể mình sẽ tận dụng vào các cái khu nhà này để tấn công bằng Nga nhưng mà xem chừng cũng hơi khó. Nói chung thì đứng ở trong cái khu nhà này thì nó cũng khó ăn mình rồi. Bộ binh nó đang tiến lên. Không đánh nữa đâu.
Thế khó nhỉ. Chắc phải đặt pháo tuyến lên như thế này thì bọn... mình có thể đặt hai khẩu lệch nhau được rồi nhỉ. Khẩu này đây. Khẩu này đây. Đặt lệch nhau thì khi bắn chéo gặp nguy hiểm, nó có thể bắn vào nhau. Nhưng nếu bắn thẳng thì không vấn đề gì. Đuổi lại đây xíu nữa đi. Tầm này pháo nó ra đằng sau à? Tầm này đi. Leichte berittene Artillerie. Tính pháo binh mà chết đấy. Rồi. Nó không có nhiều kỵ binh lắm nên là chúng ta sẽ lã chết kỵ binh ở trước ạ. Chúng ta sẽ di chuyển. Không khéo phải cho bộ binh nhảy đòn này. Ô, chỗ này có một cái gò. Gò đất. Cho bộ binh di chuyển ra đây. Thoát hẻm núi này. Tới rồi, dạ quá xa. Bộ binh lên đây đã. Khó nhỉ. Không đủ tầm bắn để tới à? Rồi, chết như thường. Chết mấy thằng như thường. Nhưng có điều là lực đạn nó yếu đi rất nhiều. Pháo này nó có di chuyển không ngắn. Mà có dài hơn thì cũng chẳng thua. Cái ma nó đang giảm được thế. Thừa cơ móc lốp mấy khẩu pháo của nó đó. Mọi việc khác tính sau. Zu Befehl!
À hay rồi, nó bắt đầu bị đạn pháo mình bắn trúng rồi. Hay quá, chạy vòng vòng đã. Bộ binh của nó bắt đầu rối loạn đội hình rồi. Nhưng mà mình đang để hai cánh quân rất xa nhau. Sẽ là tốt hơn nếu mình di chuyển dần đến đây. Làm cỏ hai khẩu pháo này của nó trước đã. Rồi cánh bên này an toàn rồi. Cánh bên này tiến lên. Bọn Nga này nó không giỏi để bắn nhau đâu mà. Mình phải tận dụng cái lợi thế của chúng ta, quân phổ mạnh về xu ống. Cánh bên này cũng vậy, tiến lên. Ngọt quá nhỉ. Nó còn hai khẩu pháo ở kia nữa. Hai khẩu pháo ở phía này. Ra đây đi em ơi. Chỗ này nó có cái hẻm núi này. Hẻm núi này. Mấy con ngựa ghẻ. Rồi. Cái gì lao thẳng vào mình mà mình vẫn đánh ác đấy nhỉ. Bộ binh của mình gớm thật. Cái binh nó lao thẳng mặt mà mình vẫn đỡ được. Rồi, pháo binh vẫn cứ lã vào chỗ nào đấy là được. Bộ binh của phổ đâu phải sợ thế nào. Cái quân bên này phải tiến lên. Gì ấy? Tránh xa bộ binh nó ra, tí. Nó không dám ăn kỵ binh của mình đâu. Quỷ gì? Đây. Từ từ, từng bước một. Già đang hướng này à? Già đang hướng này. Pháo của mình đang bắn thẳng à? The men are fatigued, sir, and must rest a while. Infantry to the field! Yes, sir! Open the
không dám solo với kỵ binh của mình à? Nó khôn phết đấy nhỉ. Tập trung đánh cánh này của nó trước phát này. Kỵ binh của nó đứng đây không dám xông vào, sợ chết. Nó cũng đang có vẻ rối loạn đội hình à. Chỗ này chúng ta có một cái sườn đồi rất là tuyệt, nếu mà giữ nó vào đây thì chúng ta lại đánh khá tốt. Đây là một cái sườn đồi khá tốt. The men are fatigued, sir. I must rest a while. Thế đây là có một cái sườn đồi. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Sir. Bọn này nó bị rơi vào cái gì, chết mất quân à? Có vẻ như nó đang co cụm dần rồi. À, ăn đạn rồi, ăn đạn rồi, ăn đạn rồi. Đơn vị này lùi lại đây. Nó đang tấn công ở về hướng này này. Việc vào giết thật tướng nó luôn rồi. Lấp ở sau mấy cái nhà. What the pháo mình. Bắn tử vi bắn vào đây. Pháo mình sợ bắn vào đây chứ. Mình có lệnh cho nó bắn vào đây đâu. Tưởng nó chết rồi. Bắn đây cho anh. Sau đó cánh bên này tiến lên. Chúng ta đang làm cỏ cái bên kia của nó. Chưa có điểm cao này nhỉ. À đây. Tiến lên. Bên này vẫn đang bắn rất nhiệt tình. Mấy thằng ngang gố này bắn làm sao lại em mình. Mấy thằng ngang hố này bắn làm sao lại được một quân phổ. Tốt rồi, tiến lên đi. Áp chế hỏa lực của nó rồi. Lại. Đội kỵ binh ngu ngốc của chúng nó nghĩ là ăn được mình. Rồi. Get out of here.
mấy thằng Nga này nó không giỏi bắn nhau đâu mà. Nó chỉ giỏi vác lê lê thôi. Nó đang xông ra này. Vãi thật. Trời. Đấu súng à? Đấu súng với anh à? Mấy thằng Nga này thì không sợ. Mấy thằng nhai dép xốp này thì không sợ. Đó, cho nó ra khỏi rừng, bắn đỡ bị thương vong. Khỏi đến lùi đây. Xong. Cánh bên này cũng giải quyết xong đạo đấy rồi. Cho bọn Nga này nó chạy té khói luôn. Nó di chuyển là mình phải di chuyển theo nó. Pháo của nó à? Pháo nó lại di chuyển này. Khó bắt nhỉ. Ra đây. Bắt hai khẩu pháo vào đó cho anh. Pháo của chúng ta vẫn đang lã vào đây. Tiếp tục lã vào đây. Sao thôi. À. Khôn phết, ra đây bắn tạt sườn mình. Bên này nó còn một đảo nữa này. Chỉ dứt điểm cái thằng này thôi. Mình chỉ ngán bọn chúng nó chơi lưỡi lê thôi. Nhấp nháy bắt đuổi ngay. Bắt mấy khẩu pháo của nó chưa? Quân nó dàn ra đây rồi. Pháo kia hơi khó đấy, còn pháo kia nó vẫn có bộ binh bị bảo vệ. Ra lùa mấy thằng bộ binh đang bỏ chạy kia đã. Cánh bên này đánh phải làm sao giảm thương vong tối đa. Đó
xong rồi. Vào đây. Quay bọn Nga lại. Đây đó, đây đó. Nó chạy ra kia. Sửa vào đây đó. Mấy thằng Nga liều vậy, đứng ở đây để đánh nhau kìa. Kinh quá, nó đang chạy ở đây. Quân Nga đang bỏ chạy. Hình như chúng nó đang bỏ chạy à? Đúng rồi. Kỵ binh đâu? Nó đang bỏ chạy kìa. Chưa tới à? Chậm thế. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Đừng nghe đang bỏ chạy. Ai là? Ban đầu mình hơi vất với nó đấy. Nhưng không sao, chúng ta đã giải quyết được thằng này rồi. Tàn sát lốt đắng. Niemand wird uns besiegen. Alles bereit machen. Mikhail Kutuzov.
Mình sẽ đứng ở đây để xem không cho nó vây mình. Nhưng mà nếu mà trận này mà gặp Mikhail Kutuzov thì hơi vất nhỉ. Mikhail Kutuzov mình vẫn có thể trụ được. Tướng này là tướng cách mạng. Đồng quân nhân cách mạng. Thằng spy của mình chỗ này đâu nhỉ? Mang nó ra đây chứ nhỉ? Thiếu một thằng spy ở đây rồi. Tỉnh này căng ghê. Thôi kệ đó, xem thằng Nga nó làm trò gì. Không vây được anh đâu. Ôi, quân của mình bị thương nặng quá. Đánh nhau Mikhail Kutuzov à? Quân mình bị thương, nó công mình. Nếu như mà mình để cho nó vây thì mình sẽ có quân tiếp viện này. Đúng nhỉ? Đúng rồi. Hòa bình và chi cho mình 1000. Mình giờ chả thích hòa bình lắm. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. You must either appease the rioters by lowering taxes or send in the troops to put them down. Whatever you do, act quickly before the riot becomes a rebellion. Đứng vào đây đã. Phá phản lực. Đây có phá phản lực rồi, chỉ có mỗi thằng này chưa có. Thanh niên này nữa đúng không? Đủ rồi. Hình như không nhầm thì sau một lượt mình lại hồi thêm tí quân rồi. Đúng rồi, bây giờ thì mày đánh nhau với anh nhá. Có hai thằng dự bị à? Mình đã hồi được khá quân rồi. Bây giờ mà đánh nhau với thằng Mikhail Kutuzov. Trận này chúng ta có. Nhưng mà thằng này nó không tiếp viện đâu. Nó có quân tiếp viện đây nữa này. Ăn được, vụ này ăn được. Ăn được. Sau một lượt mình hồi khá quân rồi. Mikhail Kutuzov. Một trận nữa, sao mình cứ phải đánh nhau với thằng Nga vào mùa đông thế này? Nhưng mà lần này là Mikhail Kutuzov chỉ huy. Chuyện này nó không dễ dàng rồi. Lần này thì có vẻ như sẽ không dễ dàng rồi. Giá như đâu chỗ này nó có phá phản lực thì tốt quá nhỉ? Tầm bắn chưa tới.
pháo của nó chỉ toàn các cái loại pháo tầm ngắn thôi mà. Vậy chúng ta sẽ triển khai quân ở đây. Để xem bọn này nó di chuyển kiểu gì khi mà mình bố trí quân ở hai bên cánh như thế này. Để xem. Để xem mấy thằng ngố đó. Nó sẽ di chuyển kiểu gì. Mấy anh ngang ngố. Một cái kỵ binh của mình vẫn còn nguyên đội hình. Nguyên đội hình. Nó đang di chuyển cánh bên này lên này. Nó đang di chuyển cánh bên này lên này. Nó đang di chuyển cánh bên này lên. Ô mẹ, nó chuyển sang chế độ bắn rồi. Nó đây em ơi. Vào tầm bắn của pháo nó thì chết vỡ mặt. Pháo của nó lại có điểm cao nữa. Tôi biết ngay mà. Hơi sai sót khi cho cái quân đoàn bên đấy, cánh quân bên đấy di chuyển trước. Đây. Pháo binh của nó chỗ này không có người bảo vệ à? Ra đây là giải quyết đi cho anh. Sau sân đồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi, đám quân bên này. Cánh bên này bị thương nặng quá. Thuê gì của những khẩu pháo. Mình nó làm sao mà để đi cho vào đây đánh nhau mình này. Ngáo à. Thôi rút ra. Tất tốt, diệt được quân đội. Cẩn thận bộ binh nó tấn công đấy. Sang đây cho anh. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Phải di chuyển liên tục thì mới tìm được vị trí thích hợp tấn công. Nó lợi thế pháo của nó lợi thế quá.
binh này của nó bị ngáo đá. Khử mấy khẩu pháo này đã. Thằng này thích đuổi anh à? Mày chết. Nó có quân tiếp viện vào. Này chắc để mấy thằng này lên giải quyết trước. Mấy thằng xuống trường mà tỉa từ từ đứng sau này. Mình nó lên phát thì chết. Giải quyết lốt khẩu pháo này là êm ru. Nó xuống để bắn nhau bộ binh mình kìa. Mấy con ngựa mà nó thích xuống ngựa để bắn nhau à? Xuống ngựa để bắn nhau với anh ấy. Nó xuống ngựa ra bắn nhau mình nhỉ. Yes, sir.
Thôi không bắn nữa. Tốt rồi. Nó hết pháo bây giờ. Xuống ngựa ra để phơi nhau mình. Bọn này liều. Rồi cánh quân bên này. Lại bắt đầu dàn quân ra đây. Đi ra đây đấy, dàn ra đây anh em. Bắn. Cẩn thận nó bắn tạt sườn. Mình tạt sườn nó được chứ không để nó tạt sườn mình được. Rồi, cho đánh quân bên đấy xử cái đội Mikhail Kutuzov mà có vẻ không được thông minh cho lắm nhỉ. Tưởng Mikhail Kutuzov thế nào. Quân vào vây dần bọn Nga này phát ạ. Rồi à, thằng này coi như xong. Đang hoảng loạn không biết phải bắn hướng nào cũng bị tấn công. Bọn nó bắn chết sạch cái lũ ngựa này rồi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Trời ơi. Nó còn quân tiếp viện đâu nhỉ? Nó bị bắn tạt sườn à? Nó khôn phết đấy. Bắn tạt sườn mình cơ. Khôn phết nhỉ. Hình như này vẫn trụ cuối cùng à? Xong rồi. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Ôi. Thương vong phết đấy. Thương vong có lẽ nhiều do pháo nhiều.
quay nó lại. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Thiết lập thế bao vây ạ. Nó dừng cây bảo vệ. Tướng của nó à. Mikhail Kutuzov chưa chết à. Mikhail Kutuzov chưa chết thì tinh thần của chúng nó vẫn còn cao lắm. Chết. Bị bắn tạt sườn rồi. We have killed their general, sir. Now they must break. Mikhail Kutuzov. Mikhail Kutuzov bị thương rồi. Đội Mikhail Kutuzov đang bỏ chạy. Vây chúng nó lại. Quay cho nó lại. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Ăn nào. Chúng nó bỏ chạy, chạy hết thật à. Nó lập được hình rỗng này, xông vào từ vị binh chạy ra. Có hai đội bộ binh mà. Rỗng là để chống kỵ binh, không phải để chống bộ binh đâu. Mất tinh thần à? Thôi kệ đó. Việc đám này. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Xong. Bỏ chạy. Chơi cái trò bỏ chạy. Three to the field.
của bên mình lên chậm quá. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Ăn nó. Tự binh thôi. Tự binh nó là dụng từ hình hộp rỗng thì mình không biết. Glorious victory, sir. It's soon to be yours. Hết rồi. Hình hộp rỗng thì không phải để chống bộ binh đâu. Ây à, mẻ cổ rồi. Chiến này thì chúng ta không mạnh bằng Nga đâu, nhưng mà chúng ta lấy quân số áp đảo, quân số và tinh thần nó không. Heroic victory à, Mikhail Kutuzov à. Bây giờ anh chưa muốn đánh nhau với mày, bởi vì anh muốn bây giờ anh coi như mày là xong rồi, anh chỉ giải quyết thằng anh nữa thôi. Mày cứ thích làm loạn ở đây à? Mày cứ thích làm loạn ở đây à? Bereit machen und Befehl erwarten. Sir, eure Befehle? Zerquetscht sie wie Fliegen. Mày thích làm loạn này. Dieser Ort ist schrecklich, wir werden Verluste erleiden. Weitere Befehle? Ở nói. Hồi nó tốc độ cao rồi. Thằng này tuổi gì dám vây. Còn mấy con ngựa này mình không lên được chỗ đấy, bị rét rồi. Rồi. Bắc lại không tiến quân được nhỉ. Dở ghê. Phá nhà của mình. Còn một con ngựa. Tình hình ở phía này thằng Anh quân nó đâu hết nhỉ? Mình chưa biết đâu. Phải quân Anh nó trốn ở đâu? À bị thằng này nó chặn. Ô không ăn được thuyền của nó à? Nào cho đội ra đánh bỏ mẹ thằng này chứ, để nó phong tỏa cảng biển thế à? Để nó phong tỏa cảng biển như thế à? Còn cảng nào của mình đang mua thuyền nữa nhỉ? Erwarten Befehle. Erwarten Befehle. Quân đoàn này vẫn đang gác ở trên này. Sonst noch etwas? Mọi việc có vẻ vẫn đang tiến triển tốt. Không thằng nào dám công mình nữa rồi. Thành cấp cao nó không dám ăn. Sửa phát đã để hồi quân cho nhanh. Sau giao đất cho thằng đệ cũng được, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Cái mùa đông này khó chịu thật.
Lãnh thổ mình giáp với thủ đô của thằng Pháp rồi. À, thủ đô của Pháp có đúng một quân đoàn đóng này. Ôi ôi, đội cận vệ của nó khác. Chuyến phát thủ đô của nó luôn bây giờ. Ô, thằng Tây Ban Nha nó chiếm đất của thằng đệ mình. Chiến tranh với cả Thụy Sĩ nữa. Thanh niên này cũng đủ hổ báo rồi, khả năng cho đi đánh nhau rồi. Sir, eure Befehle. Linke Seite, Marsch. Truppen, halt. Mua mấy khẩu pháo phản lực nữa. Tây Ban Nha lao toét nhỉ? Chơi anh đệ, ông đệ của mình à? Thôi rồi, để xem tình hình tiếp theo nó thế nào đấy. Chia mất một tỉnh của thằng đệ mình. Thằng Nga rút rồi, không có khả năng chiến đấu nữa, phải rút rồi. Rebellions grow in strength over time, the more they're left unchecked. Always act quickly in these instances, otherwise the uprising may capture your region. Sonst noch etwas? Bereit machen! Wir sind mächtig und unbesiegt! Cậu hai là tinh thần chiến đấu. Yes, sir! Warten auf weitere Befehle. Schlachtlinie bilden. Niemand wird uns besiegen. Bereit machen. Marsch. Sir. Alles bereit machen. Weitere Befehle. Wo thế mà nó vẫn chưa nổi loạn được á? Quái nhỉ. Bereit für Befehle. Bereit für Befehle. Cướp rồi mà. Cướp rồi mà vẫn chưa nổi loạn à? Ihr ergebenster Diener. Ja. Linke Seite, bereit machen. Weiter. Bereit und in Erwartung von Befehlen. Truppen, vorwärts. Đệ rồi, tái chiếm đi. Mình chiếm luôn được nhá, phải đệ nhỉ. Giao lại đất cho đệ sau được. Hay quá. Hai điểm giao thương. Đội thuyền này. À. Tàu của Nga đây rồi. Có đánh kiểu auto để mất mẹ mấy cái thuyền pháo của mình. Mấy cái thuyền pháo mình rồi.
Nó vẩn lắm. Jawohl, còn hai chiếc, một chiếc đây là ba. Nó vẩn, mất hết tuyển pháo. Tuyển pháo này không đi đánh auto được. Không tỏa cả một thằng Nga lại chứ nhỉ? Để nó làm loạn quá. Cơ mà nó cũng có quân đâu, nhưng mà mình phải lo. Wir sind mächtig und unbesiegt. Truppen vorwärts. February, tháng sau nữa là hết mùa đông. Rồi, an toàn rồi. Giờ thằng Nga liệu nó có đóng quân ở trên này. Quân đoàn ở trên này mình đóng ở đây. Khả năng cao nếu mình phong tỏa được đường biển thì không cần phải cho quân đồn trú ở cái thành Norway kìa. Thằng Tây Ban Nha muốn hòa bình. Rebellions grow in strength over time, the more they're left unchecked. Sao? Pháp và Tây Ban Nha bỏ đồng minh với nhau á? Otherwise the uprising may capture a nó phá hủy Thụy Sĩ của mình rồi. Nó tiêu diệt Thụy Sĩ à? Tugend und Tapferkeit sind unbesiegbar. Quá đẹp. Cướp tiếp. Xong rồi giao cái đất này lại cho thằng đệ. Cướp được hơn 4.000 cả. Có nhà lính. Bọn Tây Ban Nha này yếu hơn quân chúng ta rất là nhiều, nên là đánh auto được. Nhưng mà đánh nhau auto với quân Nga, quân Pháp thì không ăn được. Thiệt hại rất nặng luôn. Nhưng đánh tay thì sẽ đỡ hơn. Tướng của mình cũng là cấp cao rồi, mình không sợ lắm. Rồi. Sửa cái công trình này nó thành... Đây đã. Mất 7 lượt cả. Mẹ thằng Tây Ban Nha này. Chắc mình phải rút cái quân đoàn trên này về thôi. Quân đoàn trên êm à? Bereit machen. Macht sie nieder. Sir, eure Befehle. Stärke und Ehre. Confis Attacker cộng 3. Ja. Vorwärts. Marsch. Bereit machen. Marsch. Löscht sie aus! Niemand wird uns besiegen! Yes, sir! Tướng, mấy tướng này cũng mạnh. Chắc là mình giao cái mua... Không cần luyện nữa. Không cần luyện cấp nữa. Schlachtlinie bilden! Wir sind mächtig und unbesiegt! Cấp nữa là có thể cho bọn này xuất xưởng được rồi. Cũng mạnh rồi. Úi giời. Nhiều sao phết rồi. Grid General.
Warriors, Guerreros. Bereit machen und Befehl erwarten. Hộ báo rồi. Ngạc nhất thằng Pháp có chiến tranh là đệ mình nhỉ? Không. Chưa hồi được quân. Vorwärts, Marsch! Truppen, vorwärts! Pháp đã đóng hết. Ơ, quân đoàn này của mình bị trời rét à? Truppen, vorwärts! Vorwärts, Marsch! Quân đoàn này của mình bị chết rét. Tuy mất một quân đoàn, giờ hơi. Rút quân đoàn này về. Thằng Pháp này nó còn chiến tranh với ai nữa. Ê, quái của. Chờ mỗi hải quân đủ của mình sẽ chiến này. Giờ chả có cái gì nữa. Đợi có lốt hải quân nữa là mạnh là hộ báo là. Là chúng ta đi đánh nhau thôi. Cả này mua được 2 lượt nữa có 6 chiếc thuyền. Cả này 5 lượt nữa mới xong. Ở đây. Đây rồi. Mình khá nhiều cả rồi. Cả buôn này. Hai cảng buôn, cảng quân sự, hai lượt nữa, rồi đủ tiền để đi hành quân, để hành tiến thế giới rồi. Phía Nam này thì có duy nhất một hạm. Late February, mùa đông chuẩn bị đã qua, sắp qua mùa đông rồi. Mình bây giờ chỉ có phát triển hải quân thôi, lục quân thì không cần nữa. Thằng Pháp này nó vẫn thích chơi mình à? Không dám đánh thành của mình, chỉ dám phá vớ vẩn thôi. Rebellions grow in strength over time, the more they're left unchecked. Always act quickly in these instances, otherwise the uprising may capture a region. Chỉ dám phá vớ vẩn thôi. Đến mùa xuân rồi, mùa xuân sang. Alles bereit machen! Der Sieg ist unser! Warriors, Guerrero! Alles bereit machen! Sonst noch etwas? Eure Befehle? Siegreich und stolz. Hero of Army. Sir. Người hùng của quân đội. Vorwärts, Marsch! Alles bereit machen. Bereit unter Erwartung von Befehlen. Bereit für Befehle. Niemand wird uns besiegen. Sir, eure Befehle? Weitere Befehle? Luyện cấp cho mấy tướng này cũng mệt ghê nhỉ. 7 lượt nữa mình giao vùng đất để lại cho thằng đệ này. Còn Tây Ban Nha, à. Zermalmt sie! Siegreich und stolz! Ja? Erquetscht sie wie Fliegen! Oh! Rückzug! Tào lao quá nhỉ? Lúc nào không thể auto được thật.
Chúng ta không thể áo tu được thật. Bắt buộc mình phải đánh tay. Đánh áo tu thì vớ vẩn quá. Muốn kết thúc nhanh cái vấn đề vớ vẩn này mà cũng không được. À, không được rồi. Mất toi mất tướng của mình rồi. Có vẻ thú vị đấy. Có vẻ thú vị đấy. Cái tỉnh này là gì? Loi. Vãi thật. Đi mất một thằng tướng vì đánh auto. Ôi trời ơi. Lại luyện lại mấy anh tướng này. Nó chả cần đâu, bộ binh của mình nhiều lắm rồi. Có điều hơi tiếc là mất mất quân đoàn, quân đoàn. Chúng ta lại phải luyện quân lại. Mà bây giờ làm sao giữ được cái đất này nhỉ? Bọn này thì nó cũng không mạnh lắm đâu nhưng mà... Ở đây. Một quân đoàn nữa, lên đây. Trời ơi, một quân cái tốc độ này thì là... Đến 5 giờ mới xong. Trận này chắc... Thề không thể đánh tay, đánh áo tù nữa. Dạo mới đánh tướng 9 sao của mình. Vãi cả áo tù. Quân Nga lại tiếp tục. Nhưng mà bây giờ đã là mùa xuân rồi, không đáng sợ nữa đâu. Bây giờ đã là mùa xuân rồi, không còn đáng sợ nữa đâu. Sáu chiếc à? Gần đủ rồi. Thôi được à? Thế là đủ đi đánh nhau à? Còn hạm đội nào nữa nhỉ? Chỗ này thì nó chỉ phát triển thuyền buôn thôi. Ba lực nữa thì mới lên được. Phía dưới đội thuyền buôn. Ở đây. Còn khá nhiều thời gian nữa. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Sếp lại bắt đấy.